Xin chào quý vị. Quý vị đang xem là video nhà bán trên kênh Thiện Đất. Và con phố trước mặt chúng ta là phố Vũ Trọng Phụng. Đây là đoạn đường đôi của phố này, gần điểm giao với Nguyễn Như Con Tum. Đây là một khu vực kinh doanh rất là sầm uất. Bên kia đường là trung tâm cung cấp dược phẩm lớn nhất cho Hà Nội và lớn nhất của miền Bắc luôn. Đó là chợ thuốc Hapulico. Nhà mình thì nằm ở con phố Nhân Hòa, giao cắt với phố Vũ Trọng Phụng, gần với chợ Nhân Chính. Chợ Nhân Chính thì có địa chỉ tại số 1, phố Nhân Hòa. Đây cổng chợ đây nha quý vị. Phố Nhân Hòa là tên gọi được ghép từ hai thôn cũ là Quan Nhân và Hòa Mục. Bất động sản này thì nằm rất gần với trường Trung học Phổ thông Phan Đình Giót, trường Mầm Non và Trung học Phổ thông Nhân Chính. Đây cũng đều là những trường giỏi có tiếng tại khu vực này. Khu này thì nằm phía trên của đường Nguyễn Trãi, gần với trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Nhân Văn, Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, gần Đại học Đại Nam. Đoạn này cũng khá gần với ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, gần công viên và hồ điều hòa Nhân Chính. Ngôi nhà mà quý vị đang xem thì nằm trên mặt ngõ, tương đối là rộng rãi. Ngõ này thì ít người qua lại, nên rất là phù hợp cho ai cần nơi yên tĩnh để ở. Ngõ sạch sẽ, không tạp nham, không nhiều người qua lại. Hơn nữa thì đây là địa chỉ mặt ngõ luôn, nên rất là dễ tìm. Nhà thì cách phố vài chục mét thôi, đi bộ hay là chạy xe máy thì tọt một cái là vào nhà luôn. Bất động sản này có diện tích trên sổ đỏ là 34,6 m², diện tích xây nhà và sử dụng riêng là 31 m², nhà xây 5 tầng. Đây là một căn nhà xây mới hoàn toàn, nhà đang hoàn thiện. Nhà có mặt tiền rộng ngang là 5m65, cửa chính và ban công thì đều quay hướng Tây Bắc. Nhà xây khung bê tông 5 tầng thì mỗi tầng một phòng, tầng nào cũng có vệ sinh. Phòng ngủ thì lát sàn gỗ, nhà thì đang hoàn thiện và đang lắp thiết bị. Sơn tường thì còn một lượt nữa mới xong. Sơn tường hoàn hảo thì cần tới 3 lớp, một lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ. Thứ nhất là căn này chưa hoàn thiện xong, nên để về độ sắc nét hay là đẹp tỉ mỉ thì chưa. Thứ hai là ưu điểm chính của tài sản này là vị trí và khu vực là ngõ đi cơ, nên quý vị cứ xem xét tổng thể thôi. Còn về chi tiết nhà thì hoàn thiện, lau chùi xong, lên hình thì sẽ đẹp ngay. Nhà và đất này cũng có sổ đỏ chính chủ, xây dựng hợp pháp và có đủ giấy tờ. Thủ tục sang tên thì giờ cũng rất là nhanh gọn thôi. Quý vị mua chỉ cần có chứng minh thư, căn cước công dân, sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn, hoặc là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là được. Ngôi nhà này hiện tại đang được chính chủ mong muốn giao dịch ở mức giá là nhỉnh 4 tỷ một chút, giá có thương lượng trực tiếp giữa người bán và người mua. Giá hiện tại thì em có đề rõ ở phần mô tả của video này. Giá này thì chủ nhà bao tên thuế phí giấy tờ cho quý vị. Ở đây tiện một cái là ngõ nông, gần phố, rộng, gần chợ, gần trường, dân trí tốt, khu vực trung tâm. Di chuyển ra xung quanh thì đều rất là thuận lợi. Phần giới thiệu về căn nhà nho nhỏ xinh xinh của em Thiện đến đây là hết rồi. Nếu quý vị thấy tương đối ưng nhà này, hoặc là cần tham khảo thực tế về nhà đất Hà Nội, thì xin liên lạc trực tiếp em Thiện theo số máy là 0962 802 792, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua điện thoại, Zalo. Quý vị nào chưa cần mua ngay thì cũng có thể bấm đăng ký kênh để chờ đợi và theo dõi các video nhà bán tiếp theo nhé. Xin cảm ơn quý vị.